bạn nhá. Được chưa? À đây rồi, chị Minh siêu quá. Rồi chị Minh bật lên em xem nào. Chị Minh bật khởi động Word lên cho em xem với. Rồi bây giờ chị thử lưu bài em xem nào. Đúng rồi đấy ạ, đó là một cách. Còn cách nào khác không ạ? Mọi người có nhìn thấy chị Minh đang thao tác không ạ? Đúng rồi, tức là may mắn là coi như rằng là chị chưa có tài dữ liệu và quan trọng để bị mất đi đúng không ạ? Ok, rồi thế còn ai hay lưu bài của hồ sơ giống như chị Minh không? Thì các bạn phải bỏ cái thói quen đấy đi nhá, được chưa? Đừng đứng lưu bài của hồ sơ. Chị hay lưu vào document đúng không? Đúng rồi ạ. Hầu như tất cả mọi người đều có thói quen lưu bài vào trong hồ sơ desktop hoặc là document. Bởi vì document nó là cái mặc định của office nên là thường là mọi người sẽ lưu vào đấy. Nên đôi khi là lưu vào xong rồi đến lúc hỏi lại thì không biết tìm vào đâu cả. Được chưa ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta thay đổi cái thói quen đấy nhá. Nếu ai đang có thói quen đấy thì chúng ta thay đổi đi. Để khi mà biết muốn tìm bài chúng ta phải biết tìm ở đâu nhá. Rồi ạ, bây giờ chúng ta sẽ em sẽ tắt cái phần share màn hình của chị Kiên và em sẽ share lại chị Minh. Em sẽ share lại màn hình của em để hướng dẫn mọi người cách lưu bài cho nó bài bản hơn nhá. Rồi ạ.